Chào tất cả các anh em ham mê chơi game nhé. Chào tất cả các anh em mà cần một chiếc laptop để làm đồ họa chuyên nghiệp. Thưa anh em, trên bàn của mình đây thì chắc chắn anh em nhìn thì sẽ biết đây là thương hiệu máy tính gì ạ. Đây là chiếc Dell Alienware khủng nhất 2018. Khủng ở đây là gì ạ? Khủng ở đây đó là mình nói đến cái cặp màn hình. Cặp màn hình đang sử dụng trên máy đó là GTX 1080 có hỗ trợ G-Sync. Như các bạn đã biết thì đối với dòng cặp màn hình series 10 thì GTX 1080 trên laptop đây là con cặp màn hình khủng nhất, có hiệu năng tương tự gần như chiếc PC các bạn đang dùng ở nhà đúng không ạ? Nhưng thưa các bạn, đây là laptop. Nhưng thưa các bạn, đây là Alienware. Với con cặp màn hình như này thì nó sẽ hỗ trợ tất cả các bạn làm tất tần tật các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp, tất tần tật các game các bạn đang chơi. Nhưng mà năm ngoái thì có cái giá bán của nó trên trời quá. Chiếc máy này lần đầu tiên ra mắt năm ngoái đâu đó giá bán tầm gần 100 củ. Và sau bây giờ mình mang về tại thị trường Mỹ bây giờ thì mình mang theo kiểu dạng là hàng đã qua trải nghiệm rồi, có thùng hộp đàng hoàng, có xuất xứ đàng hoàng. Mình sẽ bán cho các bạn ở giá đó là 48 triệu. Chiếc máy của mình được trang bị con chip đó là i7-8750H. Lần đầu tiên trên laptop có một con chip có 6 lõi 12 luôn, đó là thế hệ CoreFlex i7-8750H. Cặp màn hình đang sử dụng trên máy GTX 1080 hỗ trợ G-Sync, một cái tính năng rất cần thiết chống phân mảnh màn hình để chúng ta chơi game. Chống phân mảnh màn hình chơi game thì các bạn biết rồi, đối với những cái game phân giải cao, đối với những cái game 3D đồ họa thì chúng ta rất cần tính năng G-Sync như vậy. Và chiếc máy có ổ cứng SD 256GB NVMe tốc độ cao, nó sẽ hỗ trợ các bạn loát các ứng dụng, các ứng dụng về đồ họa, các ứng dụng chơi game nhanh chỉ trong tích tắc. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình khám phá chiếc máy này và test thử những phần mềm, test thử những hiệu năng để chúng ta chơi game. Một cái game nặng xem chiếc máy nó cày kéo ra sao, mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là thiết kế của du thuyền không gian chơi game cho người ngoài hành tinh, đó là Alienware 17R5. Với LED thiết kế hiện đại LED RGB, màn hình 17 inch. Các bạn sẽ thấy này, một thiết kế cực kỳ ấn tượng với 2BI tracking, có là cử chỉ bằng mống mắt kiểu ra lệnh như anh em chơi một số tựa game nó sẽ có áp dụng cái này. Rất là hay. Có thể hỗ trợ thực tế ảo VR đấy các bạn. Cặp màn hình thế hệ mới này GTX 1080 sử dụng trên chiếc máy này. À, chip nó này, 6 lõi 12 luôn. Đấy, anh em sẽ thấy hệ thống tản nhiệt của nó này. Loa đấy. Loa của nó 3.1 luôn. Hệ thống là mát. Hành trình bàn phím 2.2mm, nói chung là phím của Alienware cháo giờ chê được luôn. Cấu tạo lên một thiết bị cực kỳ khủng khiếp cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa, đó là Alienware 17R5. Vâng, thưa anh em, với một thiết kế hùng dũng đó là chiếc Alienware 17R5 2018 các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một màu đây, đó là màu black. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nó là đen nhám. Đây là cái màu mới các bạn ơi. Còn trên phiên bản cũ thì nó sẽ là màu gray. Với trọng lượng tổng thể 4.42kg. Thiết kế như con du thuyền luôn, cầm nặng bịch luôn. Nói chung Alienware trở ngại duy nhất của nó đó là cân nặng. Nhưng thưa các bạn, đây là một cỗ máy như một chiếc xe tăng để chúng ta cày kéo đồ họa cũng như chơi những cái tựa game có cấu hình khủng nhất hiện nay. Các bạn sẽ thấy này, với hai ống tản nhiệt nhô đằng sau rất to, to khủng bố luôn. Đó, cổng LAN, mini DisplayPort HDMI, Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 với tốc độ truyền tải dữ liệu 40GB/s. Đây là cái cổng eGPU cắm lên cặp hình rời bên ngoài của Alienware này. Cổng sạc, khiếp, hai con tản nhiệt này khủng khiếp không? Nhìn này, các bạn nhìn này, đúng là như một cái du thuyền bay luôn. Bên cạnh phải của mình thì sẽ bố trí thêm một cổng USB này, một cái hốc tản nhiệt này. Đó. Còn đây là sườn LED RGB, tí mình bật máy lên thì nó sẽ sáng LED xung quanh, đẹp lắm các bạn ạ. Bên cạnh trái thì được trang bị thêm một USB Type-C này. Đây vẫn là một cái hốc tản nhiệt để tản khí nóng ra bên ngoài. Phone mic được tích hợp riêng này, chuẩn giao tiếp 3.5 USB. Đây đằng trước này, các bạn sẽ thấy là nhìn đúng là như cái đầu con mãng xà luôn này. Đó. Và đây là hai cái hốc loa này. Loa nó to lắm các bạn ạ. Mở máy này các bạn này. Đó, rất dễ dàng luôn. Mặc dù là màn hình rất to. Đây bên dưới của máy đây. Anh em có muốn mình mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng không ạ? Nói thực sự review mà không mở máy thì quá phí. Mở luôn ra để chúng ta xem nội tạng bên trong như thế nào mà có thể nhét được con cặp màn hình GTX 1080 vào đây. Vâng, thưa các bạn, bên dưới của chiếc Dell Alienware thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều o tròn hình tổ ong như này, để hút không khí vào, để phục vụ làm thoáng cái máy của chúng ta. Bởi vì đây là một cỗ máy có cái cấu hình cực kỳ khủng, thì anh em thấy rồi. Chúng ta sẽ thấy đây là cái hốc loa nhỏ này, các có lẽ là loa súp. Việc tháo chiếc máy này ra đơn giản lắm các bạn ạ. Mình chỉ cần có một tu vít này và tất cả những cái ốc mình mở ra này, để vị trí chúng ta đỡ quên thôi. Nhưng thực tế thì ốc nó bằng nhau hết, nên chúng ta có thể lắp vị trí nào cũng được, đơn giản. Nói chung mở chiếc máy này ra bảo dưỡng, thay thế hay nâng cấp nó cũng rất là đơn giản luôn.
À, tớ mở coi. Ai chà, anh em sẽ thấy bên trong của nó này. Ổ cứng LVMe đầu tiên của Intel, chúng ta sẽ nhìn thấy này. Dung lượng ổ cứng SD256GB. Các bạn sẽ thấy là một cái cắm ổ cứng nữa này, nó ghi chữ PCIe, có nghĩa là ổ cứng LVMe đấy các bạn ơi. Và đây sẽ thêm một slot ổ cứng ngắn nữa, nó là 2240. Tính ra chiếc máy sẽ lắp được 3 ổ cứng SD, 1, 2, 3. Và đây là cái cắm ổ cứng 2,5 inch truyền thống để chúng ta lưu trữ, giá cho nó rẻ này. Biết ngay mà, đây là con loa súp các bạn nhá. Đây là hai con loa vệ tinh ở đây này, vị trí con này là loa gọi là 3.1, nghe chắc chắn là sẽ rất là hay. Hai quạt làm mát rất là to, đây là quạt làm mát cho CPU ở đây, quạt làm mát cho cả màn hình ở đây. Cả màn hình CPU được onboard trực tiếp trên board main, sẽ không có khả năng nâng cấp và chúng ta sẽ có hai slot cắm RAM. Chiếc máy này tối đa sẽ nâng cấp đó là 32GB RAM chuẩn RAM DDR4 này, bớt 2400. Đấy. Tính ra chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp 3 cái ổ cứng SD. Chúng ta có thể chạy như này để chạy chế độ RAID nếu mà các bạn lưu trữ cho an toàn. Và cái này để lưu trữ thôi, ổ cứng này để chậm các bạn ạ. CPU và GPU onboard trực tiếp trên main, chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp các bạn nhé. Chú ý khi mua máy. Nói chung là GTX 1080 thì nó là bố các loại máy cạm màn hình rồi. Nó quá khỏe. Còn nếu mà anh em mà còn thêm đua thêm cạm màn hình thì có thể cắm qua eGPU để bên ngoài để tăng thêm xử lý của cạm màn hình. Sợ thật năm ngoái có giá lên 100 củ. Có 1 năm thôi. Giảm giá mất một nửa anh em ạ. Nhưng mà chơi đồ điện tử mà anh em, chúng ta chơi thì chúng ta chấp nhận. Mình cũng đang dùng MacBook Pro năm ngoái Core i9 mua 100 triệu, bây giờ bán cũ 50 triệu. Quên mất mình chưa nói chất liệu vỏ máy của chiếc máy này. Thì nó làm bằng Mazue các bạn ạ. Hợp kim nhôm Mazue cấu tạo lên chiếc máy này. Nói chung là khung vỏ của Alienware nó làm thì chả bao giờ chúng ta chê được. Mỗi tội nó nặng thôi. Nhưng không phải ngẫu nhiên người Mỹ họ làm một cái máy mà nó lại bịch như này đâu. Đây là một cỗ máy hoạt động thực sự. Đây, trước khi làm test hiệu năng thực tế của chiếc máy thì tớ sẽ giới thiệu cho các bạn đó là chiếc sạc của máy này. 330W to tổ bố luôn. Bởi vì nếu mà mức watt không đủ lớn như này thì cũng không thể đủ hiệu năng này kéo được con cảm hình GTX 1080. Các bạn sẽ thấy này. Tính ra trọng lượng tổng thể của chiếc máy thôi cứ làm phát khoảng 5 cân để anh em có thể di chuyển đi lại. Ông nào mà yếu yếu chắc xách con máy này chắc cũng chết luôn. Còn nếu mà ông nào mà khỏe thì xách con máy này không khác gì tập tạ, cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn. Cứ nói thẳng với anh em là như vậy. Vâng, thưa các bạn sẽ thấy mặt trước của chiếc Alienware rất là hùng dũng. Các bạn sẽ thấy một cái màn hình cực kỳ dày. Đây là ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Alienware từ ngày xưa đến giờ. Với một màn hình 17,3 inch, các bạn sẽ thấy này. Đây là camera của máy này các bạn này. Các bạn sẽ thấy đây là có hình giống kiểu con mãng xà đúng không? Nhìn rất là hùng dũng luôn. Và logo Alienware sáng. Các bạn chú ý là LED này chúng ta có thể tùy chỉnh qua phần mềm, nó là Alienware Command Center. Chúng ta sẽ điều khiển ở chuột này, bàn phím này, các phân vùng, các LED xung quanh là các bạn chỉnh được hết. Đó. Bàn phím của Alienware này các bạn sẽ thấy này. Kinh khủng không? Đó. Khoảng cách to rộng, bấm sướng lắm các bạn ạ. Nói chung mà game thủ thì sử dụng các bàn phím của Alienware này chúng ta không chê được vào đâu. Chuột này, đặc trưng của dòng Alienware này, sáng. Và bên trên nó phủ một cái lớp cao su đặc biệt chống bám vân tay luôn các bạn nhé. Đây này. Đó. Nút nguồn cũng được tích hợp, đó là cái sọt đầu lâu người ngoài hành tinh mà chúng ta có thể chuyển màu cái này được. Các phím chức năng của Alienware này, trái phải chuột này. Các bạn sẽ thấy là mình đang test phần mềm full max điểm FPS, anh em nhìn thấy choáng chưa? 120. Và nhiệt độ của CPU 80 độ C, nhiệt độ của GPU chỉ có 63 độ, rất là mát luôn. Và khi bắt đầu hoạt động ở chế độ 3D thì anh em có thể thấy là bên trong nó hoạt động như một cái cỗ xe tăng, như một cỗ máy bay. Tớ sẽ để mic vào. Đó. Anh em có thể nghe thấy như một cái nhà máy đang hoạt động. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm điều chỉnh của nó, đó là Alienware Command Center. Sẽ rất nhiều tính năng trong chiếc máy này. Mình đang để phóng to này, chúng ta có thể chỉnh màu đây này. Đấy. Mình để màu đen dễ dùng nhá. Đây là chỉnh LED phím này. Các bạn sẽ thấy là rất là nhiều phân vùng của nó luôn. Phần này của nó là phần nhiệt độ này. Đây. Rất là nhiều phân vùng để các bạn lựa chọn nhá. 17:05 này, Alienware 17:05 này. Các bạn sẽ thấy này, ví dụ mình chỉnh con chuột nhá. Các bạn sẽ bấm trỏ thẳng con chuột này, cho màu này. Đó, anh em thấy không ạ? Đỏ đi. Đấy, đỏ quạch luôn. Thấy màu đỏ chưa ạ? Đây nè.
Còn nếu mà anh em thích cái phần vùng khác này, các phần vùng của nó này, có hết này, đây là led sườn này, thích đỏ thì bấm vào đây, nó sẽ thành đỏ này. Đằng sau này, cái đây cái đèn logo này, tớ sẽ cho màu xanh đi, đó, thành màu xanh. Đèn led xung quanh sườn này, các vị trí này anh em để ý nhá, đây này, sẽ có 7 phần này, 7 vị trí này. Nói chung là cái này chỉnh theo phong thủy anh em ạ. Các bạn sẽ thấy là rất là nhiều cân chỉnh này, loa liếc các kiểu con đà điểu này, à, nguồn này, nhiều lắm anh em ạ. Cái này anh em có thể mò vào nhá, sử dụng hết cái tính năng của nó nhá, khá là nhiều đấy. Đây này, rất là nhiều. Anwell Audio đủ hết này. Vâng thưa anh em, để chứng minh sức mạnh khủng khiếp của chiếc máy này thì tớ đang test qua phần mềm Seeband 15R chấm điểm đồ họa render của con chip đó là i7-8750H. Lần đầu tiên trên laptop có một con chip đó là 6 lõi 12 luồng, trong khi đó các thế hệ cũ của nó chỉ là 4 lõi 8 luồng trên i7. Các bạn lưu ý dòng Alienware này phiên bản khủng khiếp nhất của họ còn có Core i9 nữa các bạn nhé. Còn cả màn hình em này là maximum rồi, GTX 1080 với dung lượng 8GB, có hỗ trợ G-Sync. Anh em sẽ thấy đó là mức kéo của con CPU này, điểm số của nó là 1065 CB. Và đây mới là sức mạnh này. Với cả màn hình GTX 1080 thì xin lỗi các bạn, tất cả các phần mềm trên thế gian này, tất cả các game trên thế gian này để chơi được mà mọi người hay chơi thì chiếc máy này có thể làm được việc hết. Tất nhiên là với sức mạnh của chiếc máy này, nếu mà so với những cái con chip khủng trên PC thì chúng ta sẽ không nói làm gì. Nhưng thưa các bạn, đây là một chiếc laptop và tôi khẳng định là tất cả những tựa game có trên thế giới là hiện nay chiếc máy này đều có thể chơi được. Và những cái phần mềm truyền thống để chúng ta render đồ họa là cày kéo được hết. Đây, phần mềm này nó là phần đồ họa mô phỏng, các bạn có thể thấy là mô phỏng 4D luôn. Nhiệt độ của GPU rất mát mẻ, 45 độ, rất êm ái luôn. Và nhiệt độ của CPU 64 độ, 65 độ. Vâng thưa các bạn, điểm số của cả màn hình GTX 1080 lên đến 114,12 FPS các bạn ạ. Cả màn hình này nó hỗ trợ chủ yếu là anh em cày kéo game thì nó cày kéo mức FPS sẽ tương đối cao. Nhưng mà điểm về đồ họa mô phỏng thì chắc chắn nó sẽ không bằng cả Quark Pro được đâu các bạn ạ. Thưa anh em, mình đang test con ổ cứng LVMe của Intel này. Anh em sẽ thấy là tốc độ đọc của nó xấp xỉ khoảng 2,8GB một giây và tốc độ ghi khoảng 1GB. Thật khủng khiếp cho một chiếc ổ cứng bây giờ. Tất nhiên ở đây chưa phải là cái ổ cứng khủng nhất, nhưng mà Intel thì họ sẽ tối ưu cho chip, có nghĩa là độ bền của chip. Nói chung là để tốc độ chúng ta làm việc hay chơi game thì đây là cái ổ cứng rất tốt rồi. Các bạn sẽ thấy một cái chiếc ổ cứng bên dưới là HGST, đây là của Hitachi của Nhật. Đây. Với dung lượng 1000GB anh em ạ. Đây, nó sẽ có hai ổ cứng này. 256GB Intel để chúng ta lưu trữ, để chúng ta cài các hệ điều hành, các ứng dụng. Thì các bạn lưu ý là muốn cài ứng dụng này, game, ứng dụng đồ họa thì cài vào ổ C. Đây này, chạy cho nó nhanh. Còn ổ 1000GB này chúng ta chỉ lưu trữ tài liệu thôi. Còn nếu mà cài game sang đây nó chậm đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy này, tốc độ khủng không? Quá ghê gớm luôn. Vâng thưa các bạn, mình test một đoạn video 4K truyền thống đây. Chiếc màn hình này thì mới là Full HD IPS và độ sáng của màn hình đạt đó là 300 nit. Tỷ lệ phủ màu đạt 72% gam mút. Quên mất chưa nhắc các bạn là Wi-Fi trên con Alienware này sử dụng Wi-Fi Killer với tốc độ có thể lên đến rất cao. Băng tầng của nó là 5GHz. Âm thanh mình sẽ mở thử to nhất nhé. Các bạn sẽ nghe thấy là âm thanh của máy rất to và rõ ràng. Này các bạn xem này. Góc nhìn của màn hình sẽ đạt 178 độ và trên màn hình đã tráng một lớp chống lóa trên màn hình nên chúng ta có thể nhìn mọi góc các bạn nhé. Với màn hình có chống lóa và độ sáng đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ phủ màu tiêu chuẩn thì đây là một chiếc màn hình tốt để chúng ta làm đồ họa cũng như chơi game. Mình hơi đáng tiếc cho phiên bản này là màn hình của nó chỉ có 60Hz thôi. Giá như 120Hz thì ok quá, thì các game thủ sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng nếu thực tế thì chúng ta muốn chơi game từ bên ngoài thì anh em có thể cắm thêm một chiếc màn hình to, thật to bên ngoài, tầm khoảng 120-144Hz để anh em chơi game mới là ngon lành. Còn màn hình như này thì cũng là ok rồi. Ngoài ra phiên bản này có thêm màn hình 4K
Và phiên bản cao cấp nhất của họ thì có cái 2BI có thể nhận diện bằng mống mắt, có nghĩa là điều chỉ cái cử động và chúng ta có thể ra lệnh bằng cái mắt của chúng ta. Nghe có vẻ hơi cao siêu, nhưng phiên bản này chúng ta thì thiếu đi các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, với sức mạnh của GTX 1080 thì chắc chắn chúng ta không phải nghi ngại gì cả. Ở đây thì mình sẽ thử test luôn cho các bạn này. Em lấy cái điện thoại đâu rồi? Chúng ta sẽ thấy là cái giờ của chiếc máy này nó có thể render tốc độ nó nhanh như nào thì sẽ chứng minh luôn ngay cho các bạn bây giờ. Adobe Premiere thì cái phần mềm mà mình hay dùng để dựng, các bạn sẽ thấy là mình dựng phim trên chiếc máy này. Định dạng video đây 4K các bạn nhé. Đây là phần mềm này kiếm ra rất nhiều tiền cho các game thủ cũng như các bạn streamer hay là các bạn YouTuber, bởi vì chúng ta quay những cái ứng dụng xong rồi chúng ta vẫn biên tập và sau đó đẩy lên YouTube để kiếm tiền. Bây giờ là nhiều người dùng lắm các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. 1, 2, 3. Ôi chà, các bạn sẽ thấy này, nó chạy nhanh vun vút luôn. Đấy, càng màn hình các bạn sẽ thấy nó tham gia xử lý này. CPU xung nhịp của nó chạy các bạn thấy là 100% này. Nó đẩy lên hơn 3 chấm này. Khi bắt đầu render thì các bạn có thể nghe thấy quạt bên trong máy bắt đầu chạy, hai quạt tản nhiệt làm việc công suất cao. Đây, các bạn sẽ thấy là hệ thống phản lực bên trong máy đã bắt đầu hoạt động rồi. Thực tế mà nói, tầm tiền này thì chúng ta có thể mua được những chiếc máy chạm với cái cấu hình tương đối tốt, chẳng hạn là card P2000 hoặc T2000 bây giờ thì nó cũng sẽ có tầm tiền như này. Nhưng mà nó dung lượng card nó sẽ là 4GB, nó cũng tối ưu khá tốt cho việc chúng ta render làm đồ họa. Nhưng nói chung thì mỗi một dòng card màn hình thì nó đều có ưu và nhược điểm riêng. Đối với GTX thì nó hỗ trợ các game thủ, các bạn mà ham mê nghiện game chẳng hạn, chơi những tựa game nặng hoặc xử lý đồ họa nặng lề thì card GTX nó vẫn là tối ưu và giá thành rất là rẻ. Còn nếu Quark Pro thì nó rất là đắt. Một chiếc máy mình cho là chip đời 9 bây giờ chẳng hạn là con P51 thôi. Xin lỗi các bạn là mình nhầm, P52 thôi, P52 mình đã bán khoảng tầm 40 triệu rồi. Nó phiên bản cao cấp nhất mà chip cao, RAM cao, ổ cao thì nó cũng đến tầm 45 triệu tương đương chiếc máy này. Một phút 55 giây. Tính ra thì cũng không phải là nhanh cho lắm, nhưng mà được cái là nó làm việc với việc chúng ta render thì nó chạy những hiện tượng treo đơ dập nát chắc chắn là không bao giờ có trên chiếc máy này. Vâng, thưa các bạn, mình đang test tựa game Metro, một tựa game 3D cực kỳ nặng luôn. Các bạn chú ý là với cả màn hình GTX 1080 với dung lượng là 8GB 256 bit, sẽ có hỗ trợ G-Sync chống phân mảnh màn hình để chúng ta chơi game. Anh em sẽ thấy là mức FPS chúng ta nhận được là 127 đến khoảng 140. Một mức FPS ấn tượng. Nói chung như xin lỗi các bạn thì cái máy 450 triệu thì đúng ra là cái game chó thì chơi chả được, bởi vì cấu hình của nó quá mạnh mẽ. Các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của CPU của nó lên đến 96 độ. Cái game này nếu những cái máy thông thường nó không chịu nổi đâu các bạn nhá, nhiệt độ CPU đẩy lên hàng trăm độ. Và mức cảm màn hình, nhiệt độ của cảm màn hình nó chỉ có 69%. Các bạn chú ý này, sử dụng hết luôn này, chứng tỏ game nó rất là nặng luôn, 99% cảm màn hình. Và CPU chỉ sử dụng hết có 56% thôi. Game không hề nhẹ các bạn ạ. Cảm màn hình 1080 mà kéo đến 98-99%. Mức FPS thì có lúc nặng nhất là có thể tụt xuống khoảng 80. Đấy, với cấu hình cài kéo này thì anh em nghiện game cài tất cả những cái tựa game mà anh em yêu thích vào máy mà chơi nha anh em nhé. Vâng, thưa các bạn, là sau khi trải nghiệm phiên bản khủng bố đó là Dell Alienware 17R5 cạc màn hình GTX 1080 thì tớ sẽ đưa ra đánh giá trải nghiệm như này. Đầu tiên, đây là một chiếc máy có thiết kế hùng dũng, đúng như một cái cỗ máy chúng ta để sử dụng trong lĩnh vực đó là đồ họa cũng như các bạn chơi game. Với cấu hình cực kỳ khủng, cạc màn hình GTX 1080 8GB khủng bố nhất cho một chiếc laptop và thế hệ đó là GTX Series 10. Máy có thể trang bị tối đa nâng cấp đó là 32GB RAM với bên trong máy là 3 ổ cứng SSD NVMe nếu mà chúng ta nâng cấp tối đa. Thông thường thì chúng ta chỉ để một ổ thôi. Các bạn có thể thấy là ổ cứng trong máy NVMe với tốc độ đọc gần 3GB một giây, tốc độ ghi khoảng 1GB, rất là nhanh. Và kèm theo ổ cứng lưu trữ là 1TB, anh em cũng rất là thoải mái để chúng ta lưu trữ đúng không ạ? Và khi mình trải nghiệm thực tế các phần mềm đồ họa như Adobe Premiere thì nó cày kéo cũng rất ngon lành. Đặc biệt là những tựa game siêu nặng offline, chẳng hạn như game Metro vừa nãy mình cài mình test. Các bạn có thể thấy là nó cày kéo cực kỳ ngon lành với mức FPS ổn định ở tầm khoảng trên 100. Nhiệt độ của CPU hơi nóng một chút, các bạn thấy là chiếc máy nó cày nó khủng này mà. Thì nó ở mức khoảng 85 đến 90 độ.
Nhưng những chiếc máy trước đó thì mình cũng đã từng cài một con Core i9 cài trên con game Metro là nhiệt độ của CPU lên đến 100. Thì chứng tỏ con máy này nó dày như này thì nó làm mát cũng rất là tốt, các bạn thấy rồi. Với màn hình của nó thì hơi thất vọng một chút bởi vì nó chỉ có 60Hz thôi. Nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn có thể nâng cấp lên một chiếc màn hình 120Hz. Nếu anh em yêu thích thì có thể là mình sẽ nâng cấp luôn cho anh em. Mình đang có sẵn màn hình 2K 120Hz nâng cho con máy này luôn. Thì anh em cộng cho mình thêm 2 củ nếu mà anh em thích. Còn giá bán hiện tại thì tớ đang bán chiếc máy này ở phân khúc giá bao nhiêu các bạn biết không ạ? 48 triệu cho cái cấu hình như này. Năm ngoái thì chúng ta phải bỏ ra gần 100 củ đi toi được con SH để mua chiếc máy này. Nhưng mà với đồ công nghệ thì nó tụt giá rất là nhanh. Nếu mà điều kiện kinh tế chúng ta không cho phép thì thôi, cứ hàng dùng hàng sách như này, 2-3 năm thì anh em sẽ đổi máy. Cũng nói luôn với anh em thì đồ riêng đồ càng đắt tiền mất giá càng cao. Đó là nhược điểm của những dòng máy công nghệ nhiều tiền. Ưu điểm của nó thì mình cũng đã nói hết rồi. Còn nhược điểm của nó thì các bạn biết không? Lặn tổ bố rồi các bạn ạ. Với trọng lượng 4,42kg cộng thêm một em sạc 330W sẽ như một cái lực sĩ hàng ngày là chúng ta tập tạ trên vai, tập tạ trên tay. Đó. Nếu mà những anh em có thân hình hơi còi chắc có lẽ là mang con này đi để phải đánh vật. Nhưng với những anh em thân hình to lớn thì mang chiếc máy này đi nó quá ok. Còn đối với người làm việc một chỗ thì đây là một con máy hoàn chỉnh. Bởi vì làm một chỗ là chúng ta không mang đi mang lại. Nhưng trong các tình huống là chúng ta vẫn có thể gập vào, xách cho ba lô, xách đi, đúng không ạ? Đấy. Chứ không phải là ngẫu nhiên người Mỹ hay là cái thương hiệu Alienware làm trên chiếc máy này. Nó phải nặng như này. Với thân vỏ của nó thì hợp kim nhôm, Mazoe cấu tạo là một chiếc máy vô cùng chắc chắn. Tản nhiệt đằng sau to tổ bố. 4 luồng khí hút không khí vào tản không khí ra, làm mát liên tục cho em cả màn hình. Và với con CPU 6 lõi 12 luồng thì nó hỗ trợ các bản render cũng như các ứng dụng về đồ họa cày kéo là ngon lành. Hỗ trợ của cả màn hình 1080 để chúng ta tất cả những cái phần mềm anh em sử dụng về đồ họa như Camtasia này, Adobe Premiere này, Revit hay cái phần mềm gì đi chăng nữa đi, anh em hoàn toàn có thể cày kéo chiếc máy này ngon lành. Với cả giá của nó cũng 50 củ cũng phải ít đâu đúng không anh em? Việc gì chả làm được. Đó, cái nhược điểm duy nhất anh em phải nhớ trong đầu đó là trọng lượng của nó rất là nặng. Thế anh em có thể cân đối có mua hay không. Còn đối với anh em mà làm đồ họa, đối với anh em chơi game, chúng ta sợ nhất đó là máy không đủ hiệu năng làm việc thôi. Nặng không vấn đề, quạt ồn không vấn đề. À quên, nhược điểm nữa là quạt rất là ồn. Bởi vì nó làm mát như này nó khác gì cái động cơ phản lực đâu, nó thổi không khí liên tục để làm mát cho cả màn hình, để làm mát cho CPU. Bởi vì với GTX 1080 thì hiệu năng của nó cũng chả kém PC là mấy. Đó, đó là cái thực tế của các bạn. Đó là nhược điểm, trọng lượng nặng và quạt hoạt động ồn. Ngoài ra, toàn bộ là ưu điểm thôi. Có LED xung quanh sườn xiết các kiểu như này thì anh em có thể chỉnh theo phong thủy hợp theo mệnh của anh em để anh em chỉnh làm việc, dùng máy dùng cho nó may mắn. Đó. Còn âm thanh của máy thì các anh em có thể thấy không ạ? Âm thanh với âm thanh đó là một loa súp và hai loa vệ tinh và wifi Kiner. Wifi thì nó cày kéo loát các video 4K về máy cho anh em. Thì anh em có thể thấy là độ sáng của màn hình đạt 300, tỷ lệ phủ màu 72%, trung thực sắc LED, các góc nhìn rộng, chống lóa cho anh em rồi. Màn hình và âm thanh chiếc máy này mình đánh giá là ổn anh em nhé, ngon lành luôn. Còn pin của chiếc máy này có lẽ là cũng hơi dở tệ. Nếu mà chúng ta cày kéo liên tục không cắm sạc, pin có thể trụ được khoảng hơn 2 tiếng cho độ sáng 100% màn hình. Đó. Còn nếu mà độ sáng chúng ta để khoảng 50-60% thì trụ được khoảng 3 giờ. Tóm lại thì đây là một chiếc máy hao tiền tốn của và pin của nó cũng tốn. Nhưng được cái đổi lại đây là một chiếc máy chuyên nghiệp để chúng ta làm đồ họa hay chơi game. Nên các bạn có mua máy này cũng phải cân nhắc. Vâng thưa các bạn, là chương trình đánh giá phiên bản Dell Alienware khủng đó là GTX 1080 17R5 của mình xin đây là khép lại. Anh em ơi lưu ý chiếc máy này mình xách về từ thị trường Mỹ về đầy đủ hộp giấy tờ và giá bán của nó là 48 triệu cho thời điểm hiện tại. Cấu hình i7-8750H 16GB RAM. À quên, mình đã nâng cấp cho anh em đến 32GB đi. 32GB RAM bán cho anh em 48 triệu thôi. Hãy qua ngay cửa hàng 304 Thái Hà để trải nghiệm sản phẩm. Còn nếu mà đối với anh em ở xa, mình sẽ gửi hàng cho anh em nhận hàng tại giường luôn. Kiểm tra ok sướng thì thanh toán, không ok không sướng cho về. Ok chưa ạ? Còn bây giờ thì thôi, xin chào anh em và hẹn gặp lại.